Xin chào cô chú và anh chị, hôm nay con sẽ giới thiệu cho mọi người về mẫu máy ôm rong năm 2023 được nhiều người mua nhất, đó là dòng máy 7156T. Những chức năng cơ bản của dòng máy 7156T là đo huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và đếm nhịp tim. Đối với dòng máy này thì chúng ta sẽ có vòng quấn được tạo khuôn sẵn, có thể xoay 360 độ ha cô chú. Và ngoài ra thì nó cũng sẽ báo là cử động khi đo nè, vòng quấn đúng tư thế, đếm nhịp tim. Và đối với dòng máy này thì chúng ta sẽ có bộ nhớ là 60 lần nhớ. Đối với dòng máy ôm rong 2023 thì chúng ta sẽ được kết nối qua ứng dụng ôm rong Hornet. Cảm ơn cô chú đã xem video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại.